Có sửa lại điểm cho em có. Hiểu à, khá hiểu à. Dạ, tạm Em phải mấy hai điểm? lắm. Tạm phải hai lắm. Phải 25 á, cô vo là mấy điểm? Tạm phải lắm. Thì cô làm tròn đó nó. 25 nó cô làm tròn thành 150. Dạ. Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta quan sát đây thì ông trường này. Ở đây thì ông trường thì cô đã chưa đến câu 5, đó là bài phát âm. Thì ở câu 1 là bằng là Tuệ Ánh vừa đó được 9 điểm rưỡi thì Tuệ Ánh sai cả. Cô 4, cô 5 mà Tuệ Ánh à. Tuệ Ánh quan sát tại sao mình bị sai ở cái câu trắc nghiệm này. Mà vừa đó là Tuệ Ánh là thoát ra trước. Cho nên là chú ý cho cái cô 4, cô 5 là Tuệ Ánh bị sai cái vừa đó Tuệ Ánh là 9 rưỡi. Sai mất hai câu này. Và cô 4 và cô 5. Từ xem lại nhá. Bây giờ đến câu thứ 6. Câu thứ 6. Thì những cái bàn điểm thấp là những cái bàn mà làm cho mình câu nào cũng dính. Thế thì những cái bàn mà thấp điểm dưới 5 là chú ý nghe giảng cho cô gái. Bây giờ câu thứ 6 là bàn Hà An. Cô mời bàn Hà An à. Hà An bật mic lên nào. Câu sáu là câu à. À em chọn đáp án à. Vì sao vậy? Nghĩ là hai đáp án của em À. C hoặc là A. Bây giờ cô hỏi em nói chủ ngữ là chữ gì? Quỷ Chữ đầu tư như nào? câu thấy Đó. Chủ ngữ là quỷ thì đầu tư làm gì thêm ép được đúng không? Nên đáp án đúng phải là C. Được. Rồi, thank you. Câu thứ 7. Cô ơi. Câu 7 thì những cái bàn khá giỏi này không sai. Đó, không ai bị sai cả. Thế thì mời bàn câu 7. Mời bàn Hà Ánh đó. Hà Ánh. À, hai anh thế này chưa vào phòng phải đây. Mời bạn anh Quân. Em từ câu nào em chọn đáp án A. Bật mic lên em. Em từ câu em chọn đáp án A. Chọn là bạn à. Ok, thank you, very good. Ở đây câu này chúng ta chọn là bạn à. Đó là as you, where are you, but I am rapping. Repairing. Câu thứ 8. Câu thứ 8 là mời bạn Hà Trang. Em thưa cô là em cho đáp án B. B. Vì sao? Why? Tại sao Hoa Trắng lại chọn đáp án B? Bởi vì đấy là hiện tại động. À, hiện tại đơn và chủ ngữ là chữ ai nên stop để nguyên và trạng từ tần suất là phải đứng trước động từ thương lúc được em chọn sai câu này Hoa Trắng này rồi lúc được chọn sai có nhớ không được chọn gì nữa không nào câu thứ 9 mời bàn câu chín là mời bàn Hà An Em từ cô là còn toàn cô qua ở cô bé ạ. cô bé cô bé vì sao lại thế em chọn cô bé rồi thank you Phương Nhi Em thưa cô, em cho cô bé. em chọn cô bé bây giờ em đọc lại xem nó cô chị nó theo em câu nào mới là cô đúng em bữa đó em chọn sai rồi đó bây giờ em xác định cho cô chủ ngữ là chữ gì nào The à, company nhiều hay ít company. Nhiều.
Company là dành tư số nhiều hay dành tư số ít? Dành tư số ít. À, dành tư số ít thì cô bé có đúng không? Dạ không. À, không đúng. Vì vậy phải cho đáp án nào? Dạ đáp án A. Đáp án A. Nếu em cho đáp án A thì chờ đầu tư đỡ. Có đi với đầu tư thế mới nhúc? Không. Đó. Thế đáp án đúng phải đáp án nào? Đáp C. À, phải là đáp án C. Is looking for. Mặc dù câu này không nhìn thấy dấu hiệu nhận biết của thi tiếp diễn, nhưng mà đang tìm kiếm, looking for là đang tìm kiếm một nguồn nước uống mới. À, tại sao lại đang tìm kiếm? Vì vậy đấy phải dùng thi tiếp diễn. Hành động này xảy ra tại một thời điểm đáng nói. À, tại thời điểm đáng nói, xung quanh thời điểm nói đấy. Câu thứ 10. Mời, câu này mà để cho bạn các bạn sai. Mời bạn Anh Sơn. Câu 10. Anh Sơn nào? Em thưa cô, em chọn cô 7. À, chọn cô 7 đấy. Đang làm bài thi để cho sai nè. Ở đây tròn nhầm. À, tròn nhầm. Và từ nào này và chế tiếp tiếp diễn nhá. Rồi, câu thứ 11. Mời bạn An Nguyên. An Nguyên câu 11. An Nguyên mở mic đi. Em chọn cung dây quá. Em nói cho to thì cô cũng nghe rõ. Dư theo anh Nguyên cho đáp án nào? Em thưa cô là đáp án dây quá. À, vì sao vậy? Em thưa cô với cái cõi dấu như nào? Rồi, ok, thank you. Những cái bạn mà sai đó chú ý cho cô cả. Cô không nhắc tên nữa nhá. Các bạn nghe, các bạn mới phát biểu. Câu thứ 12. Mời bạn Bảo Ngọc. Câu 12. Chọn cho bạn Bế. À, chọn cho bạn Bế. Thế tại sao vừa trượt chọn cho sai? À, I am looking. Cái thi hiện tại tiếp diễn nhá. Ok, câu 13. Mời bạn Minh Hằng. Minh Hằng. Em còn cho nó bạn ở. À, đã bạn đã. Ở đây em hiểu câu đó là gì? Em có là tối em có một bữa ăn tối. À, tối đang ăn tối. Thank you, very good. Câu thứ 14 là mời. Câu thứ 14 là mời bạn Quốc Vương. Dạ. Em thưa cô là cầu mấy bộ nhóm nhân cô ạ? À? Quốc Vương này là của bạn Phương, tên là của Phương Thánh à? Dạ. À, vì tên nó hiện thị đấy là của Vương để có sử Phương Thánh. Ồ. Em cho đáp án A phải không? Dạ. Why? Vì sao vậy? Em giải thích đi. Vì sao em chọn cô ạ? Đâu rồi? Phương Nhí nó. Phương Nhí cũng sai câu này luôn. Phương Thành tay ráo nước nổi là tự nhiên tạp luôn này. Phương Nhí. Em được cô là em chọn cô bé. Em lại chọn cô bé. Cô 14 mà.
Chủ ngữ là chữ gì rồi Phương nhỉ? Em thưa cô là em là gì? À, em là gì? Nhiều danh từ số nhiều hay danh từ không đếm được? Là danh từ không đếm được. Thì động từ phải làm gì? Danh từ không đếm được thì động từ phải làm gì? Động từ là phải thế mẹ. À, phải thế mẹ. Vì vậy đáp án đúng là đáp án A, chứ không phải đáp án B. À, và động từ to be phải là is. Câu thứ 15. Câu thứ 15 là bạn Phương Nghĩ nó cũng tiếp tục sai. Và bạn Phạm Duyên này không có. Không có mặt. Câu thứ 15 là có bạn nào? Bạn mời. Bạn Phương Nghĩ theo dõi câu 15 này. Làm lại ạ. Mời bạn Phương Lính nữa. Phương Lính, câu 15 nó theo em cho nào bạn nào? Không bật mic. Mời Nhật Thúy nào. Em thưa cô là em chưa biết lắm. À, chưa biết lắm, bây giờ em quan sát cho cô chủ ngữ đó. Từ nào? The traveling lifestyle. Đấy là nhiều hay ít ạ. Sự thay đổi phong cách của con người hiện nay. Đấy là nhiều hay ít em? Theo Nhân Thúy. Thưa cô là nhiều. Sự thay đổi của con người, phong cách sống của người hiện nay đó. Sự thay đổi phong cách sống của người hiện nay thì thằng gặp có đếm được không? Và muốn xác định được nó nhiều ấy thì phải dựa vào danh từ kết thúc là đuôi s. Vì vậy sự thay đổi này là nó không đếm được. Nên đáp bạn đúng hay là đáp bạn nào? Huy. Đáp bạn đúng hay là đáp bạn nào nào? Dạ, em thưa cô là B. À, B. Thank you. Đó, phải là đáp án B. Con chừng đáp án con lại không hợp lý. Đó. Bởi vì don't blue hay là A là blue thing thì nó ở số nhiều rồi. Câu thứ 16. Mời. Bạn câu thứ 16 là mời bạn. Để cố nhiều nhìn cái bàn mà điểm hơi luột để mời. Mời bạn Hà Tráng đó. Câu 16. Hà Tráng. Hà Tráng không cô? Hà Tráng. Câu 16 là em chọn đáp án C. À, vì sao vậy? Bởi vì có từ gấu sáu cung là khi quá khứ đơn. Very good, thank you. Câu thứ 17 là mời bạn Hà Anh. Hà Anh cái này đã vào chứ nào. Không có lý do đấy đấy. Mời bạn Mai Trang. Em rồi có mấy bài em trong phút giấy. Vì sao? Bởi vì renewable energy là số nhiều thì ta chỉ á. Ok, thank you. Very good. Tiếp ạ. Câu 18 là mời bạn câu 18. Câu 17 là Thục Quyến. Vì sao là Thục Quyến nhá? Thục Quyến bật rượu vì sai câu 17. Thục Quyến như nhìn lại xem thử mình có hiểu tay đóng bữa đóng mình sai không? Cái này lượt nhầm mà lượt quá mất Thục Quyến. Thục Quyến là bị sai câu 17. Tiếp mời bạn Thuy Tiên. Câu 17 nào? Câu
có 17 em có. 17. À vậy mà có 18. Em được có 18, em cho là sẽ. À. Ok, chủ ngữ là gì? Chủ ngữ là many countries. Thank you. Ok, câu 19. Câu 19 là mời bạn Mai Chi. Mai Chi. Mai Chi bị hư mấy chai sao? Bạn Mai Chi không nói được quá. Nói được. Bạn đang nhận là bạn xế nhưng mà nói được đúng không? Ok, ở đây ta có chữ automaker là số nhiều. Là vì vậy đầu tiên tôi bị phải là A. Câu 20. Mời bạn Đại. Tôi có là cho chọn câu. Câu nào bạn nào? Câu 20. Đại nói lại nó. Dạ, tôi có là cho chọn câu dễ. Câu dễ, ví dụ bài dấu hiệu nhân viên là thứ nào? Nó có ẩu đầy. Ok, excellent. In the old day là thi quá khứ. Người ta thì thường phụ thuộc vào gỗ để đốt và mặt trời để đốt nóng. À, thank you. Câu 21. Câu 21 là mời bạn. Câu 21 là mời bạn Minh Hằng. Em cho con không biết làm không? Em cho là bạn nào? Em chưa biết kết quả quá. Mà chưa biết kết quả. Bây giờ em mở mic này đầy được câu hỏi rồi không? Trong bộ đó bạn em biết nghĩa của từ nào? Chưa biết. Rồi. Chưa biết thì mời bạn Mai Tráng nào. Là có câu 21 em cho cô sẽ. À, why? Vì phỏ xíu vì ra nhiên liệu hóa thạch thì không thể tái tạo. Excellent. Thank you. Fossil fuels là nhiên liệu hóa thạch, là nguồn nhiên liệu không thể tái tạo. Vì vậy sử dụng xong nó hết luôn. Còn những cái từ con này đã học rồi. Unlimited là không giới hạn. Renewable là có thể tái tạo thì gần như cả nghĩa với nhau. Đó là về ngữ pháp và từ vựng. Các bạn đã làm và nhiều bạn lắm. Những cái bàn mà điểm hai điểm mấy đó là những ví dụ như bàn Bảo Ngọc rồi là bàn Phương Lính Khán Hạnh là những cái bàn giống như kiểu khoảnh cho sóng ạ, cái tròn đây để cho nó sóng này là tròn nó sai hết. Bây giờ sáng bài đọc này, sáng bài đọc ở đây câu 22 khắc hiệu, xem lại câu 22 nào khắc hiệu. Phương Nhí xem lại đọc lại đi ạ, câu 22. Phương Nhí. Thục Quyến là xem lại câu 23. Cho cô xem họ nói cái gì đó nè. Thục Quyến nè. Bây giờ chúng ta sẽ xem này. Câu 22. Zip chat is about. Là khi bạn thấy câu hỏi như thế này. Là hỏi nội dung bài đọc. Thế thì nội dung bài đọc này nói với bạn cái gì nhiều nhất? Bạn thấy cái từ lặp lại. Đó là đáp án. Đó. Điều đấy bạn khắc hiệu xem lại thì nó bạn xem thử là trong cái bài đọc này họ liệt kê cái gì. Chúng ta có là win energy. À. Win energy. Đó, thế thì ở đây phải có trong các bộ đáp án đều có một kỳ có một đáp án dễ là có electricity. Thế thì ở đây có ba đáp án đều có win energy. Thì quan sát tiếp xem thử họ nói gì nữa. Đó là chúng ta phải có từ này. Advantage. Advantage là từ lợi ích. Từ này này. Advantage. Nó sẽ bằng nghĩa với từ benefit. Benefit. Hai từ này bằng nhau.
đó là lợi ích của năng lượng gió. Còn disadvantage là bất lợi. Disadvantage là bất lợi, còn advantage là lợi ích, và benefits là cũng là lợi ích. Vì vậy chúng ta đọc qua đoạn thứ nhất, chúng ta thấy họ liệt kê first, second, more than, nó đã đáng liệt kê many advantages. Nên đáp án đúng ở đây phải là đáp án B. Bài đọc này nói về lợi ích của năng lượng gió. Firstly, secondly. Đây là đang liệt kê chuỗi lợi ích nhá. Câu 22. Bây giờ câu 23. Câu 23. Thục Quyến nào, đọc lại câu 23 xem thời giờ đáp án chốt sẽ là đáp án nào. Nhìn lại cho cô cái nào. Thục Quyến. Em thua cố là em chọn xế quá. Em chọn xế. Bây giờ em hiểu cô xế đáp án em chọn có nghĩa là gì? Sử dụng nóng dẫn đầu tiên hướng đầu tiên. Cô hỏi nó, em hiểu nó. Như cố nói lại không cô? Cô hỏi là câu 23 đó nói về vấn đề gì? Nói là nắng lượng gió giúp cho nóng dẫn, giúp cho những nóng dẫn cái gì không ạ? Nắng lượng gió giúp nóng dẫn. Nếu như em chọn đáp án C có nghĩa là gì? Em hiểu, em chỉ hiểu quá là sẽ bỡ tiền thôi ạ. Earn less money là kiếm được ít tiền. Earn less money là kiếm được ít tiền. Mà earn more money là kiếm được nhiều tiền hơn. Đúng không? Mà trên bài đọc chúng ta có này. Family can receive a lot of money from farm renting. Đấy, là cái câu này này. Receive a lot of money. Mà dưới bài hồi này earn less là sai. Mà phải kiếm được nhiều tiền hơn. Nên đáp án đúng phải là đáp án D. Đó. Câu 24. Câu 24, bạn hiểu tiếp tục sai. Đọc đi ạ. Xem từ chữ đáp án sẽ là đáp án nào. Câu 24. Advantage là lợi ích khác của nắng lượng gió. Bây giờ lợi ích thứ nhất đó là giúp người nông dân kiếm tiền. Bây giờ lợi ích thứ hai đó là gì? Bạn đọc second. Xem thế nào. 24. Đọc lại cho cô. Và cô mời bạn Tuệ Ánh nào. Dạ em thưa cô, câu 24 là em thưa cô, câu 24 là em chọn đáp án A của Clean Example Health. Thế thì em nhìn thấy đáp án nó nằm ở đoạn nào để mày đọc, em đọc cái câu được cho cô cả. Tôi đem đem cái đáp của cô lướt lại kiếm đem cô. Đem. Em nhìn thấy cái giọng nó đọc đi. Em thấy. Dạ. Ở đây em đọc. Ở đây em tùy cô. Em để nghe em đọc rồi. Đọc cái câu chữ đừng đáp án nó lên chứ. Em được cô là secondly, wind power does not produce pollution, so your cost for health care allows decrease. Very good. Thank you. Very good. Produce pollution là giảm bớt lượng ô nhiễm. Cost for health care also decrease. Decrease là giảm xuống. Khi mà giảm đi lượng ô nhiễm thì chi phí chăm sóc sức khỏe nó cũng giảm theo, đúng không? Và tiếp nữa này, keep the air clean and free from pollution. Giữ cho không khí sạch và không bị ô nhiễm. Vì vậy, cái đáp án này có bạn sẽ chọn C, có bạn sẽ chọn D. Đó là
giam cho nước sạch này, rồi làm cho không khí sạch này, và có ban sẽ nói cho B, giảm bớt lượng ô nhiễm, reducing pollution. Bạn nhớ cái từ này này, reduce, và bằng nghĩa với từ decrease. Hai cái từ này bằng nghĩa với nhau, giảm đi lượng ô nhiễm. Nhưng mà khi đã giảm đi lượng ô nhiễm rồi thì sẽ bảo vệ được sức khỏe. Vì vậy nó có cả hai vế, đó là A và đáp án A, đó là clean and safe for health, làm sạch môi trường và bảo vệ được sức khỏe. Như vậy đáp án đúng là đáp án A. Tiếp ạ, câu 25. Câu 25 thì ra lên bài đăng trên. Thầy ngay ở cái chữ campant. Đó, thầy chữ campant ở bài đọc trên ạ. Thì chúng ta sẽ chốt được đáp án ạ. Thì nó nhắm vào ngay ở cái dòng cuối của đoạn 1. Vì vậy đáp án đúng nó sẽ là câu nào? Mời. 25 khắc hiểu đấy. Khắc hiểu sai đấy. Khắc hiểu xem lại thử. Thục Quyến cũng sai luôn. Câu này Thục Quyến sai. Nhưng đọc lại xem thử đáp án đúng sẽ là đáp án nào? Hiểu. Ở đây ta có chữ em. Em là mục đích các bạn này. Mục đích của cái tổ chức này là gì? Em, mục đích của tổ chức này. Bây giờ bạn xem lại cho cô, giải thích cho cô cái. Mời Thúy Tiến nó giải thích đâu. Em thưa cô là em cho nó có bèo ạ. Ừ, why? Em nhìn thấy đâu? Em thưa cô là em nhìn thấy ở cái dòng là từ cái đoàn giấy ASO cho em quên em là gì? Giấy ASO quên em là gì? Đây, đấy phải không? Dạ. À, đã có từ promote the use of green energy. Thế thì em hiểu cái câu này là gì? Để em chọn đáp án là B. Bởi vì em có vừa cả cái câu trả lời nữa. À rồi. Em hiểu, em giải thích cho các bạn thôi mà. Ở câu trả lời là because it keeps the air clean and free from. Ok, thank you. Very good. Nó tiếp tục giữ cho không khí sạch sẽ và thoát khỏi sự ô nhiễm, đúng không? Vì vậy mục đích của nó đó là phát triển sự lớn mạnh của nguồn năng lượng gió. Ở cái tổ chức này này. Vì vậy ở đây ta có đáp án A, quảng cáo với các tu bin của năng lượng gió. Cô sẽ làm sạch không khí, cô dễ đi giảm bớt sự ô nhiễm. Mà mục đích của nó là giúp phát triển nguồn năng lượng gió, growth, supporting the growth, đó là giúp phát triển nguồn năng lượng gió để mà đưa vào sử dụng. Tiếp tục cả câu cuối của bài đọc, câu thứ 26. Câu 26 này, price là giá cả của nguồn năng lượng gió như thế nào? Thì ở đây ta có từ hai từ đồng nghĩa các bạn này. Increasing là tăng lên và growing cũng tăng lên, đúng không? Cũng tăng lên, vì vậy hai đáp án này đồng nghĩa như nhau. Nếu các bạn không biết, các bạn phải ghi từ vựng vào để chúng ta học. Growing bằng increasing, còn decreasing thì bằng với reduce giảm đi, còn stay the same ở cùng một mức nữa, giá không thay đổi. Vì vậy ở đây đáp án đúng phải là đáp án B. Bởi vì nếu chọn A được thì chắc chắn là chọn C được, à chọn D được. Mà bạn thấy nguồn năng lượng gió đã ngay càng giảm. Bởi vì là cái nguồn tiền đưa ra ngay buổi thời điểm đầu thì nó đắt đỏ. Nhưng mà bây giờ nó phát triển đi rồi. Thì để làm được nguồn năng lượng gió thì giảm để cho người dân có thể vận dụng được vào cuộc sống của mình. Đó. Và bạn lưu ý khi làm bài thi, bài đọc thì chúng ta tìm được từ đồng nghĩa rồi, thì dựa trên bài đọc để chúng ta chọn đáp án cho chính xác nhé. Đó là bài đọc trả lời câu hỏi. Còn đến bài đọc điền tiếp theo đây.
từ câu 37, 27 đến câu 30 thì hầu như là không bị sai. 27 đến 30 là không bị sai. Chỉ có bạn khắc hiểu là sai câu 29. Khắc hiểu xem lại thế nào. Câu 29. Bạn Phương Nghi cũng sai câu 29. Bạn Ngọc Trọng là sai câu 27. Ngọc Trọng à, xem lại thử. Ngọc Trọng xem lại nào. 27 này, bây giờ chúng ta nhìn vào 27 nhá. Theo Ngọc Trọng, chúng ta sẽ điền loại từ gì vào đấy? Nhớ cô, lúc đó em chọn câu A cơ. À, bây giờ chúng ta sẽ chọn câu nào? Bây giờ thêm chọn câu gì? Ok, very good. Thank you. Ở đây chúng ta cần chọn một danh từ doesn't cause pollution. Phải chọn câu D. Đây là cần một danh từ điền vào đây. Còn bốn cái từ này, trực năng từ là đều nghĩa là ô nhiễm. Nhưng mà nó là động từ và tính từ, đúng không? Vì vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là D, danh từ. Câu 28. Câu 28 thì hầu như đúng hết. Câu 28. Thì ở đây là nguồn năng lượng điện từ. Đến hỏi, nói thế nhưng hỏi cái bàn đi điểm thấp đấy. Hỏi bàn An Nguyễn không? An Nguyễn, theo An Nguyễn chọn câu 28 chọn đáp án nào? Đâu rồi? Anh Quân à? Em được câu là câu số 28 là em chọn đáp án 7. À, vì có từ gì? Thấu lợi energy. Ok, thank you. Very good. Đó, tiếp câu 29. Câu này nhiều bạn sai này. Bây giờ nhìn vào câu 29, chúng ta sẽ loại từ gì điền vào đây? Mời. Mời bạn khắc hiểu nó. Nhưng tôi có là dạng tư. Là dạng tư. Thì theo em nguồn năng lượng cung cấp về trái đất để phục vụ cho ai? À, để phục vụ cho con người. Con người. Thế thì trong bộ đáp án này từ nào là từ con người? Không có. Có chứ. Có từ. Population là dân số. Dân số. Còn popular là tính từ rồi, không thể điền vào đấy được, đúng không? Còn world là thế giới và Việt Nam càng loài luôn, hai địa điểm. Vì vậy nó cung cấp đủ, cung cấp cho nguồn năng lượng cả dân số. Total population. À, là từ dân số. Provides power for the total population. Đó là bạn hiểu này, con người này cũng thấy. Từ này nghĩa là dân số, people. Cho nên muốn làm được là phải trau dồi thêm vốn tư vựng cho mình. Rồi tiếp vào câu 30. Thì ở đây là đặt cái tấm năng lượng mặt trời lên mái nhà. Rồi thì giới tư điên ở đây là giới tư on. Câu này thì nhiều người đúng. Đó. Đó là bài đọc điện tử. Thì đối với bài đọc điện tử, cô hướng dẫn một kỹ năng đọc này. Bạn không cần phải đọc chi tiết từng cái cấu trong đó, mà chúng ta nhìn vào khoảng trống chúng ta cần điền. Chúng ta xác định cho cô loài từ gì chúng ta cần để điền vào đây. Loài từ gì? Sau đó chúng ta mới chọn đáp án loài từ phù hợp. Còn về mặt ngữ nghĩa thì nếu chúng ta hiểu được cấu thì không có vấn đề gì nữa. Bây giờ để bài tìm lỗi nhé. Từ câu 31 đến câu 35. Tập câu 31 đến câu 35. Thì câu 31 là bạn khắc hiểu bị sai. Khắc hiểu nè. Chú ý nè. Bạn tiếp nữa là bạn Phương Nhi. Cậu Thúy Tiên. Thúy Tiên sai. Thúy Tiên ạ. Bây giờ câu 31 mời Thúy Tiên nào. Dạ.
Theo em, đáp án nào sai là đáp án nào? Em thưa cô là đáp án sai là đáp án đáp án sai có. À đáp án sai, vì sao vậy? Bởi vì em nghĩ là không có chữ ơ. À em nghĩ là không có chữ ơ. Ok, thank you. Mời khác hiểu nữa. Được cậu đây em tự yêu. Em xem cái đàn. Dạ. Em mới tuê ảnh nào. Dạ yeah, em tự cầu cầu bà phán là em cho đã ăn bánh của. À bà mẫu. Vì sao vậy? Dạ yeah, em thường có là. Dạ yeah, em thường có là. Bà mẫu là. Cậu bà mẫu là em được có sister thành quả em có. Excellent. Consist là phải có ẹt. Là vì sao phải có ẹt em? Tôi anh? Dạ. Yeah. Vì sao từ nay phải thêm ẹt vào? Dạ yeah, em thường có là. Dạ yeah, em thường có là gió. Chủ. Chủ ngữ là một cụm danh từ. Dạ. Không đếm được, đúng không? Thank yeah. you. The nature and environment là một cụm danh từ không đếm được. Cái này không phải số nhiều. Vì vậy đầu tư của nó là phải thêm ẹt vào đây. Phải thêm ẹt vào. Consider. Consider là chữa đừng. Các bạn nhớ này. Consider là chữa đừng. Rất nhiều từ chữa đừng. Nhưng mà đi với consider phải có chữ từ up. Consider là nó đi liền với nhau. Cái giới từ ở đây luôn phải đi với từ consist, chữa đừng, báo gồm, nó là báo gồm. Và nó phải thêm ẹt bởi vì chủ ngữ chúng ta là một cụm danh từ không đếm được. Môi trường tự nhiên là chữa đừng các cái nguồn nhiên liệu tự nhiên. Đúng không? Câu 32 thì đa số là đúng rồi. Không bị lỗi ở những cái bàn điểm cao đấy. Còn những cái bàn mà điểm không làm được. Đó là phải xem xét lại. Phải xem xét lại. Câu này này, mời cô mời bạn Phúc Khải đó. Giải thích câu 32 cho cô xem không? À không có mic. Học mà mic thử người chứ làm sao nè. Mời bạn Phương Khánh đó. Dạ, yeah. Em thử cố là câu 32 em cho là câu cô á. À, em nghĩ sai câu á. Vì sao vậy? Rồi. Cô mời bạn Thục Quyến đó. Em thử cố là câu 32 em cho sẽ có. Why? Ủa là ở cái này là cuộc thi. Thưa cái này ở câu sĩ là cả phải bỏ quý quá. Phải chia thi nào này? Giữa đời ở thi in đầy đớn. Ok, thank you, very good. Ở đấy cái câu này này, chúng ta thấy đấy là câu điều kiện rồi một đấy ạ. Có liên từ as soon as. Ngay khi. Thì vậy thứ nhất chia tương lai rồi. Thì vậy thứ hai phải chia hiện tại các bạn ạ. Trong một câu với hai mệnh đề thì không thể dùng hai mệnh đề đó đều ở thi tương lai đơn. Bạn nhớ cho cô như vậy nè. Vệ chính là tương lai rồi thì vệ kia phải là hiện tại. Chứ không dùng tương lai nữa. Không có hai mệnh đề trong một câu sử dụng thi tương lai. Vì vậy tôi sẽ giúp bạn ngay khi tôi xong việc của tôi. Vì vậy chúng ta phải bỏ chữ will đi để dùng thi hiện tại đơn. Dùng thi hiện tại đơn. Đó. Em sẽ nộp bài ngay khi em kết thúc. Thì ở đấy bạn nhớ này, luôn ghi nhớ cho cô, đó là trong một câu hai mệnh đề thì mệnh đề thứ nhất chia hiện tượng lai đơn thì mệnh đề kia phải chia thi hiện tại đơn. Phải chia hiện tại đơn, không dùng thi hai mệnh đề đều tương lai trong một câu nhá. Rồi câu 33. Câu 33. Mời
Bạn có ba bạn là mời mời bạn Bảo Ngọc lắm. Em cho đáp án em cho đáp án bạn gì đã đáp án đáp án là thôi nó nghe gì nữa đúng không? Cô mời bạn Nhật Thúy đó. Dạ em chưa biết. Chưa biết. Thì mời bạn Mái Trắng đó. Em thưa cô em chọn đáp án B. À, vì sao vậy? Bởi vì nắng lần nữa thì không thể là có hàng được. Ok. Thì em sửa từ nay thay nhỉ? Bây giờ reduce unlimited để nó trở thành vô hạn đúng không? Unlimited. Thank you Mai Trang. Thầy sửa thành unlimited. Câu 34. Câu 34 là mời bạn Giám Anh đó. Giám Anh. Dạ. Em chọn câu sai ở đây là từ nào? Là từ cú sẻ của ạ. À, cú sẻ, vì sao lại sai? Biết. Mời mời Hà Trang đâu. Yeah. Câu ba thứ sao? Câu ba thứ thấy ở câu dễ. Em sửa như nào? Em sửa thành rắn áo ạ. Ok, very good. Rắn áo của trường mới học. Giá mạnh nè. Rắn áo là dùng hết sạch. Thank you. Câu 35. Câu 35. Câu này mà không biết nữa là có lỗi đấy nhá. Câu này không biết là có lỗi. Vì vậy sẽ mời bạn Phương Thủy nè. Phương Thủy. Nghe lên tiếng nào. Lên tiếng đi không? Có buổi nó được lan lao đây em à. Mời Mạnh Vũ đâu. Cô la cậu à. Cho đáp án nào. Mạnh Vũ sai đâu? Chưa nghỉ ra cô. Chưa nghỉ ra. Chưa nghỉ ra. Nhìn từ em thì nhìn từ. Hôm nay con có chủ ngữ là gì? Quy cô. Quy rồi đến gì đó? À. À thế thì đây liên quan đến cấu trúc của thi đâu đấy? Hiện tại lên cô. Hiện tại gì? À. Hiện tại gì vô nào? Tiếp tục diễn cô. À, hiện tại là tiếp diễn. Thế thì đầu tư phải làm gì?
Dựa thêm cái tinh không? Thầy đi đâu sai đâu? Câu A cô. Đó. Câu sai câu A looking. Đúng không? Cho nên là khi vận dụng vào bài thì ở đấy những cái bạn mà chỉ mươi rồi thì biết hết rồi, ngồi nghe chúng ta học cái này. Đáng dạy cho những bạn mà thấp điểm này chú ý tại sao mình bị sai để rút kinh nghiệm. Bây giờ đến câu 36 đến câu 40. Rồi đoạn này sai nhiều này. Phương Thánh sai nhiều này. Phương Thánh sai. Rồi Ngọc Trọng vẫn bị sai. Câu 37 Ngọc Trọng nào. Ngọc Trọng xem lại câu 37 nào. Câu 36 quan sát cho cô ạ. Chị chọn đáp án nào? Mời Thuy Tiến giải thích nào. Em đã có em chọn em đáp án nào. Em giải thích đi. Theo em cho là bạn nào? Em cho là bạn nào? Em biết rồi. Em cứ nói bình thường, em sai đang sửa vận động như kém đúng không? Bạn đây gì cả? Cứ nói bình thường đi. Cái cầu như thế là em không biết quá. À, cũng không biết. Bây giờ em nhìn vào đó theo em chứ em sẽ cho đáp án nào? Mình cho đáp án nào? À, cho đáp án á. Nó đúng, cho đáp án á là đúng rồi. Thì tại sao đi phần văn, bây giờ tại sao không cho đáp án B? Bởi vì có ở. À, đúng rồi. Station là thế mẹp nhá. Là số nhiều thì không đi về ơ. Hai câu này gần như hoàn toàn giống nhau. Vì vậy chúng ta sẽ cho đáp án là A. Thank you. Excellent. Bạn nhìn thấy cho cô này. Nó rất là đặt để xây dựng. To build. Còn ở đấy, cô xế và cô giấy chúng ta loài. Bởi vì diễn tả mục đích cho phải một to verb. Còn tự nhiên trong verb ấy như đấy là không đúng. À, và thứ hai nữa là station. Là người ta thấy mẹ thì không thể dùng ở được. Nên chúng ta cho đáp án A. Bây giờ câu 37. Cô mời bạn Ngọc Trọng. Giải thích. Dạ cô, em chọn câu câu dê cơ. Why? Dạ cô, bởi vì là em tính tự nên đi với phong. Ok. Thank you. Chúng ta sẽ sử dụng, đúng không? Thế thì ở đây ta sẽ loại được đáp án B và đáp án C. Bởi vì B và C là câu bị động thôi, sẽ được sử dụng, đúng không? Vì vậy ta loại đi. Ta chỉ lấy đáp án A và đáp án D. Đáp án A và đáp án D. Thì nhìn vào đó thì bạn trong đã nhìn ra được đó là cho tương lai của chúng ta. Chứ không phải đối với tương lai, tu, mà phải là for. Đó. Vì vậy đáp án đúng là D. Hôm trước là trong cho đáp án A. Lúc đó thời gian gấp quá. À, không kịp. Ok. Câu 38, mời Khắc Hiếu. Em đã có em chọn đáp án 7. Why? Bởi vì em là trừ. Rồi em cứ nói đi. Nói từ là khúc câu 1 thì năng lượng nước thì cung cấp điện với ô nhiễm. Khúc câu 6 thì năng lượng nước cung cấp điện và là ô nhiễm. Câu 7 là năng lượng nước cung cấp điện hoặc ô nhiễm. Còn câu 7 thì năng lượng được cung cấp điện mặc dù
ô nhiễm. Ở đấy á, không phải là mặc dầu đâu. Cái từ without là mà không. Thì chúng ta mới có cái bài đọc phía đằng trên các bạn ạ. Nguồn năng lượng được là giúp làm sạch môi trường, đúng không? Giúp cho cơ bảo vệ sức khỏe con người. Thì ta mới học cái bài đọc đằng trên. Bây giờ đến bài viết đằng dưới này. Năng lượng được cung cấp nguồn năng lượng mà không gây ô nhiễm. Ta sẽ hiểu như vậy nè. Còn ở đây cái chữ without nghĩa là mà không. Còn câu A là năng lượng được cung cấp nguồn năng lượng với sự ô nhiễm, có nghĩa là gây nên sự ô nhiễm, mà nguồn năng lượng được là không gây sự ô nhiễm. Đó, đó. Vì vậy chúng ta sẽ cho đáp án là B, without pollution. Without. Còn mấy cái nữa là bản dịch nghĩa là đúng rồi, dùng liên từ and, or, không hợp lý. Đó, mày hỗn tròn sai, đúng không? Rồi, câu 39. Câu này thì mời một bạn, mời Tuệ Ánh nào, giải thích nào. Dạ, em thực có câu 3. Em thực có là câu 39 là em chọn. Còn đi bơi em cho đáp án như em quấy mà thử của. Như như em nhìn lại đáp án đi. Dạ. Em cứ có là câu 39 là em cho đáp án 7 của. Why? Dạ em thử có là em lấy cơ ra đầu tiên là cả trí sai thì cứ đó có dễ tư là yên là loài câu án như câu xế trước có. Excellent. Có thứ hai là sử dụng khí giá để nấu ăn thì ví dụ phò có. Very good. Thank you. Đó là cơ sở để cho chúng ta chọn được đáp án đúng. Thứ nhất là sáu vở nóng thốn nóng thể ổn và ớt được, đúng không? Và thứ hai chó mục đích để làm gì, đó là for cooking. Ok, câu cuối cùng mời bạn Phương Thanh nhìn lại xem nào. Em thử có là bọn người em cho con Ủa? Bây giờ cô á, em thấy đó họ sử dụng khi nào vậy? Em được có là khi tướng lấy đơn. Tướng lấy đơn công thức của nó là gì? Là chủ ngữ công, quyếu công và quyến thầy. Thế thì ở đây cô á nó bị thưa mặt chữ gì? Từ bí. Thế thì đáp án đúng phải là đáp án nào? Đáp án sấy. Hả? Đáp án sấy. Sấy á? Thế em mới đọc công thức xong đó thì em phải cho đáp án nào? Đáp án dế. Ok, phải là đáp án dế, đúng không? Phải đáp án dế mới đúng. Thế thì khi bạn nhớ này, khi làm bài trắc nghiệm mà đối với cái bài tập mà bài tập viết á, dùng từ gợi ý viết hoàn chỉnh này hoặc là viết lại, thì bạn cứ nhìn cho cô hai cái câu gần như giống nhau. Sau đó chúng ta tìm thấy cái lồi của nó để chúng ta loại trừ đi, để chốt đáp án cho mình. Đó là dành cho những bạn mà không biết nhiều lắm về tiếng Anh nhá. Còn những bạn khá giỏi đấy thì phải hiểu. À, Phương Thanh là tìm ra được là 6 will là phải vợ nguyên thể. Vì vậy là phải đặt ra chữ phụ. Đó là cái đề thi tổng hợp hôm trước. Thì ngoài những bạn được 8-9 điểm khá tốt đó, thì bên cạnh đó cũng có rất là nhiều bạn đã đang còn bị điểm kém. Vì vậy chúng ta rút kinh nghiệm cho những bài thi sau. Còn những cái bàn điểm 8-9 trở lên rồi thì chúng ta cố gắng phát huy hơn nữa. Đó là bài thi hôm trước. Bây giờ sáng bài trọng âm. Thì bài trọng âm đó cô mới nhận được bài của 21 bàn đã làm bài thi. Các bạn ạ, mới được có 21 bàn. Thì các bạn có lẽ là không đọc tin nhắn để vào làm hay sao? Mà lì không là mai. Thì ở đấy cô chỉ nói nhanh để chúng ta học một phần nữa. Còn cái trọng âm này cô chỉ đi cho những bạn bị sai. Còn nhiều bạn sai đây, các bạn là sai nhiều lắm.
Ví dụ như bạn Phương Quỷ Hứng rồi bạn Tụ, bạn có bạn Đao thì Tổ Ngã nó là tên của bạn nào ấy? Án Nguyễn của Án Nguyễn à? Án Nguyễn. Được thế thì cái bàn mà Anh Huấn nên là của ai? Anh Huấn nên là của bạn nào? Là Anh Quấn à? Là của Anh Quấn à? Đó, Anh Quấn là phải chụp cổ gặm chủ ý mà học này. Thế thì ở đây, bạn nhìn điểm của mình này. Đó, điểm của mình đó, điểm... các bạn điểm ở đấy nó thì nhớ điểm của mình ạ, để hơi nó có lấy điểm vào trong buổi học ạ. Minh Hằng 6, Tuệ Ánh 9,5, Giá Mạnh 8, Phúc Hải 9,5, Phương Linh 2, Thi Tiến 10, thì Phương Linh là tròn đài cho 6 vậy. Đó, Phương Thánh 5,5, Phương Nhí 9,5, Mái Tráng 9,5, Anh Quân 5, Hà Án 8, Hà Tráng 5,5, Trúng Dụng 3, Thảo Đán 3, Bảo Ngọc 5,5, Án Nguyễn 2,5, Phương Thủy 2, Mạnh Vũ 9, Hà Ánh 4,5, Quỷ Hứng 1,5, Thục Quyến 9, Ngọc Trọng 10 và Tụ Hải 5,5. Đó là những bạn đã vào phòng và thi cho cô cái bài trọng âm. Còn những người chưa thi thì chúng ta vào để thí ạ, vào để thí để luyện trọng âm. Bây giờ cô sẽ chừa nhánh cho những cái bàn mà đạt 9 điểm, 8 điểm, 8 rưỡi và 9 điểm để cho biết mình sai ở đâu. Bây giờ chúng ta xem nhá, xem cái bài này để bạn nhìn ạ. Được hai bàn được 10 điểm, đó là bàn Ngọc Trọng và bàn Thuy Tiên. Hai bàn này điểm rất là tốt, cố gắng phát huy hơn nữa nhé. Thì ở đây, bạn nhìn vào câu 1, Tuệ Anh, chọn lại đáp án cho cô nào. Tuệ Anh sai câu 1, Tuệ Anh phân tích đi. Dạ, em thưa cô cũng. Theo em, câu 1 sẽ là đáp án đúng là đáp án nào? Hoặc là em biết biết cách đánh trong ấm của tư nào em nói trước đi. Dạ. Nhưng em thực có là em xin phép đánh trong ấm là em thực có cùng một là là trong ấm thứ hai thì câu bé là trong ấm. Cô bé là trong ấm thứ nhất. Ok. Cô sẽ là trong ấm thứ hai. Excite. Tiếp. Con câu dễ là trong con cô dạy là trong ấm. Cô dạy là trong ấm thứ hai. Vì sao vậy? Cái conclusion. À, vì từ này có đôi sân đấy. Sân là trong ấm hai. À, trong ấm rơi phía trước. Đúng không? Thank you. Thế thì tại sao em đi chọn cho sai? Em có lẽ bấm luôn chứ cô ạ. À, được rồi. Em sai có một. Đó. Ở đây nhá, cô giải thích này này. Câu A ta có đối ET, trong âm rơi phía trước là rơi vào chữ T, vị trí thứ hai. Câu exciting, X không có phải sai. Vì vậy nó rơi vào thứ hai. Còn từ nay có đối Xion, nên trong âm rơi phía trước nó lung, conclusion. Đó. Câu thứ hai thì hầu như đúng cả. Còn những cái bàn mà không có điểm mà làm thấp rồi là những cái bàn có nghĩa làm cho sóng. Đó, vì nó còn mặt khác hiểu đáng thí nên cô cũng chưa đẩy đó. Bây giờ tiếp tục đến cho cô. Bàn câu 2 là bàn Phương Thánh nào. Mời Phương Thánh. Dạ, yeah, em được có là câu 2 là em đến là câu A đó.
Em có phân tích được không? À, câu hỏi là cô sấy. Cô sấy. Cô sấy em biết đánh trong ấm của tư nào? Dạ, câu á là trong ấm là âm tiết thứ nhất. Ừ. Rồi nói đi. Con câu câu 7 là trong ấm cùng với âm tiết thứ nhất. Câu sấy là âm tiết thứ em là âm tiết thứ hai. À. Câu dài âm tiết thứ nhất. Mà rồi đặt câu sấy là âm tiết thứ hai. Đọc lên. Ờ, em đọc rằng nào. Em là hả? Em là à. Rồi là trong học rồi em tiết thứ mấy? Ok. Mời Thuy Tiến đó. Thank you Phương Thanh. Cô Hải. Yes. Em đã có là câu hỏi là cụ thể quá. Why? Bởi vì em đọc quá. Ừ. Em đọc đi. Carnival. Carnival. Powerful. Envelope. What? Wonderful. Ok, từ câu sẽ ra đầu này. Invalid, 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 trong âm rồi âm hai, invalid, trong âm rồi âm hai, con cặp từ con lại là rồi âm một, đúng không? Invalid, ok, thank you. Bây giờ đến bạn sẽ chưa nhánh một số cậu thế không chưa hết, để bạn mời bạn tùy anh rồi, bạn số khải ông sai có một rồi, những cái ba điểm nào này đến câu mời bạn nhìn cho cô câu thứ 17 nào, bạn hà tráng với hà án câu 6, xem cho cô câu 6 nào, mời bạn hà án nhìn câu 6, con cặp bạn khác thứ sáu đây chưa làm, tiếp tục làm lại cho cô nhé. Con cố chưa để làm việc khác. Hà án nào. Cô sáu. Ờ, em nhớ có cơ sáu em còn cô bé. Ừ, quay. Được. Phân tích nhanh nha, em sai câu này đó. Bây giờ này, musician, trong âm rơi. Âm thứ hai. Ok, tiếp. Tiếp đâu, em biết từ nào nữa. Cô sẽ đi, trong âm rơi thứ mấy? Người đó thứ hai. Tại sao lại thứ hai? Cô sẽ em đọc nha. Ờ. Not sure. Not. Cái này chứ, ta đọc là natural. Or là natural. Natural. Thế thì trong âm lửa em thấy thứ mấy? Ừ, thứ nhật ạ. Nhật. Rồi, cô dễ. À, thứ hai ạ. Ừ, thứ hai. Deep room. Vì vậy em sẽ cho nào bạn nào? À, cô sẽ ạ. Cô sẽ. Cô sẽ. Rồi, để bạn nhìn cho cô. Tiếp nhá. Con các bạn khái đi. Bạn Hà án ở đó. Bạn Hà án cô đọc đang con sái ở cậu 11 và cậu 9. Câu 9 và câu 11 hà án ạ. Câu 9 này và câu 11 là hà án chú ý nè. Rồi bạn Hà Tráng là sai câu 8. Hà Tráng sai câu 8. Bây giờ cô mời Hà Tráng phân tích câu 8 này nè.
Hai tháng không? Em chưa biết man của. Bây giờ em nhìn vào đó cho cô nào. Tất cả bốn từ này đều có đuôi gì? Đuôi sinh. À, đuôi sinh thì trong âm đánh ở đâu? Đánh ở trước nọ. Thế thì em đếm cho cô đi. Câu A này vị trí thứ mấy? Câu A đánh vị trí thứ mấy? Thứ ba. Thứ ba. Rồi, câu B đánh vị trí thứ mấy? Thứ ba. Ba. Câu C đánh vị trí thứ mấy? Hả? Ở đây trong ấm sẽ rơi vào các nguyên ấm. Ta có ó là một này, ú là hai này. Rồi tí ón vây vây nó rơi phía trước, nó phải đòi vào chữ u. Là vị trí thứ mấy đấy? Thứ hai. Nào, nên vây vây đáp án phải là đáp án C. Nhờ huấn luyện mà. Huấn luyện đây. Cho nên là các bạn, những cái bàn khác nó phải quan sát cách đánh đấy, là cố lên cày đơn cử một số câu, không thể đi cả 20 câu được nhá. Rồi đến câu 18 cho cô ạ. Câu 18 đi. Bạn Phương Nhi, bạn Mai Đáng là những bạn chín rươi rồi mà bị dịnh những cái câu này đấy. Câu 18 này. Bây giờ phân tích câu 18. Chúng ta nhìn vào câu 18 nào. Câu 18. Phương Nhi. Bạn Hà, Hà trả nó con xài câu 15 nữa. Mời bạn nào, mời một bạn phân tích câu 18 cho cô. Mời bạn Khắc Hiếu nữa. Em thưa cô là câu A là trong ấm đối với ấm tiết hại quá. Ok, thank you. Continue. Câu 7 rơi vào ấm tiết 1. Câu 6 rơi vào ấm tiết hại quá. Convenient. Nó V. Convenient. Vì vậy ta chốt đáp án. Đáp án thấy rồi. Đó. Thế thì bạn nào mà thấy mình sai hơi nhiều, bạn có thể chụp màn hình lại, rồi sau đó đánh lại cho cô tập, đánh lại cho nhớ, rồi chụp màn hình lại để tập luyện, luyện cho nhớ con ai chưa vào thi. Thì chúng ta chủ bị để thi, để hồi được có lấy điểm, hồi rồi là lấy điểm là mới chỉ có 21 người vào thi đó. Con ai chưa làm được, chúng ta chụp màn hình lại để chúng ta luyện, luyện cho nhớ nha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang học ôn tiếp của Unit 11. Học ôn tiếp ạ, bạn lấy vở ra để ghi chép từ vựng. Và cô nhắc luôn, khi chúng ta học từ vựng á, là chúng ta phải học thuộc lòng. Phải học thuộc lòng ạ. Bạn phải học thuộc lòng là bằng cách ghi chép hoặc đọc thuộc. Sau đó chúng ta đọc và quay video để gửi cho cô trước buổi học tiếp theo nhé. Vì hôm nay chúng ta sẽ ôn về traveling in the future. Đó là các phương tiện giao thông ở trong tương lai. Thì những cái phương tiện giao thông trong tương lai này chúng ta đã được học ở lớp 7. Đúng không? Thì có những phương tiện là nó gọi là tưởng tượng. Chúng ta sẽ học từ vựng. Nó hơi gọi là từ chuyên ngành. Nó hơi khó. Nên bạn cố gắng ghi chép các cái từ mà chúng ta gặp phải ở trong bài 11 này. Nó ghi ạ. Ghi từ vựng vào vở cho cô.
Bật cam lên ạ, à. Bật cam lên để cô xem bạn đang ghi bài ạ. À. Các bạn bật cam lên đi. Anh Sơn, Bảo Hoàng, Dũng, Đăng Khoa, bật cam lên. Minh Hằng, Hà Anh. Hà Anh nay khi nay bao buồn phải không ạ? Dạ không, em là Hà Anh bảy. À, Hà Anh cả à. Rồi là Hà Anh đó là chưa làm bài trong ấm phải không? Em á cô. À, em chưa làm bài trong ấm à? Em làm rồi cô. Rồi em được có 4.5 đấy á. Thế mà khi nào chứ mấy cái bài bàn bên kia được 8.2 lắm mà tưởng mình bằng. Nhật Thúy bật cam lên để ngồi ghi bài em. Phúc Hải. Chẳng lẽ mấy thứ cam hư luôn à. Phương Linh. Trần Duyên. Ghi bài đi em. Raise your hand if you finish. Thế chúng ta ghi xong rồi giơ tay để có biết bạn đã ghi xong nhá. Giá mạnh ghi nhanh vậy à? Đã ghi thật chưa? Học kiểm tra vở nó quay video lại đọc nó vở đấy.
Nhật Thúy bật cam lên đi. Mai quay quay lên cái tắt cam. Phương Linh, Thục Quyên, Trần Duyên, Trọng bật cam lên mà ghi. Thì cô xem bạn có ghi bài không? À anh Dũng Hoàng raise your hand if you finished. Hai mươi bạn đã xong rồi, các bạn khá cố gắng nhanh một tí nha.
Ok, 25 rồi. Con mấy bạn nữa cố gắng lên ạ. Nhanh nhanh một tí. À, anh Đài. Anh Quân. Rồi, anh Quân. Đài, Phương Linh. Phán Hà Anh. Ok. Con Đài, Bảo Ngọc, anh Phán Hà Anh, Phương Linh nữa. Bốn bạn đó cố gắng ghi nhá. Bây giờ này chúng ta lắng nghe cô đọc, có các bạn nhẩm theo nó. Listen please. Travel mode of travel transport means of transport. Mean of transport. Hyperloop. Sky train. Solar powered ship. Petrol power car. Solar wheel. Walk car, teleporter, electric car, flying car, bullet train, flying car, electric car, teleporter, walk car, solar wheel, petrol power car, solar power ship, solar power, sky train, hyperloop, mean of transport, transport, mode of travel, travel. Và bạn nhớ cái từ số 6 này, đó là sky train. Thì có thể bạn nhìn thấy train, không có âm ý ạ. Sky train, có trơ, á nơ. Thì ở đây tiếng Anh của train là tàu, nhưng mà tiếng Anh mới người ta Việt là train, không có chữ y. Nên lưu ý nó không phải sai chính tả, mà có thể là có chữ y hoặc không có chữ y ở cái tàu. Nên chúng ta chú ý cho nhá. Bây giờ chúng ta đọc to theo nào. Travel, mode, tức là ta đọc là mode of travel, transport, means of transport, hyperloop, sky train, solar power, solar power ship, petrol power car, Solar wheel, walk car, teleporter, electric car, flying car, bullet train, flying car, electric car, teleporter. Walk car, solar wheel, petrol power car,
solar power ship, solar power, sky train, hyperloop, means of transport, transport, mode of travel, travel. Bây giờ chúng ta nhầm đọc ạ. Và gặp khó khăn từ nào chúng ta hỏi ạ. Slow your hand. À, tay xuống. Và chúng ta nhầm đọc khi nào thấy khó khăn từ nào chúng ta hỏi ạ. Hay gặp khó khăn từ nào thì chúng ta hỏi. Bullet train, bullet train, bullet train. Means of transport, means of transport. Chữ sơ đừng với chữ nơ đọc là âm z. Means, means of transport. Đọc ghép đúng không? Petrol, petrol, petrol power car. Petrol power car. Walk. Chữ A đi với chữ L đọc là âm O. Vì ta đọc là walk. Walk car. Walk car. Ok. Số 10 rồi. Số 10 à? Solar. 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 Solar âm ấu. Solar wheel. Solar wheel. Solar wheel. Solar wheel. Ok. Thi Tiến, please, can you read? Dear teacher, travel, mode of travel, transport, means of transport, hyperloop, sky train, solar powered ship, petrol powered car, solar wheel, work car, teleporter, electric car, flying car. Cái cuối chưa nghe được là tắt mic rồi. Bullet train, em đừng vội bởi vì em tắt mic thì khi đó nó chưa truyền được đến các bạn. Bullet train, excellent, Thủy Tiên. Another, another. Anh Quân, can you? Được rồi. Now read for me. Chưa đọc được ạ? À? Tôi là anh, please. Dear teacher, travel, mode of travel, transport, means of transport, hydroloop, sky train, solar power ships, petrol power car, slow wheel. Solar wheel. Work car. Teleporter. Electric car. Flying car. Bullet train. Tôi anh này. Teleporter. Teleporter. Không phải té lé. Teleporter. Electric car. Electric car. Không é nhá. Electric car. Là từ số 12 và số 13 tại vì anh chú ý nhá. Thank you. One more. Một bàn nữa nào. 10. Mời Nhật Thúy, please. Nhật Thúy. Thầy đừng giơ tay đấy. Giơ tay là người là đọc được rồi đúng không?
Nhất Thúy. Dạ, em quên thứ Hà Tẩy. Ờ, quên Hà Tẩy là cô đợi đọc. Viết được rồi thì Hà Tẩy xuống. Bây giờ đọc được rồi thì giơ tay lên. Ok, Minh Hằng, please. Em thưa cô, travel, most of travel, transport, means of transport, hyperloop, sky train, solar power ship. Tức là đọc nắng cơ. Petrol. Petrol power car, solar wheel, walk car, teleporter, electric car, flying car. Bullet train. Thank you. Bây giờ chúng ta sẽ đánh trong âm cho các cái từ chúng ta vừa học nào. Number one. Travel. Đánh trong âm ạ. Mời bạn Mạnh Vũ đâu, theo Mạnh Vũ trong âm rồi âm nghiệp thì mấy? Ừ, cô âm thì tiếng Nhật cô. Aha, travel, thank you, very good. Ở đây nhá, mặc dù nó là một động từ, nhưng từ này là đặc biệt nên trong âm rồi âm nghiệp thì nhá, travel, okay. Number three, transport. Bạn đưa vào hộp chat cũng được để cô quan sát nào. Vào hộp chat đi ạ. Gửi cho cô nhé. Transport. Ok. Very good. Rất nhiều bạn rất là nhanh. Rồi âm thứ nhất. Đó tốt. Đó. Phản ứng rất là nhanh. Tiếp ạ. Từ thứ năm. Hyperloop. Từ thứ năm. Very good. Hyperloop. Có các bạn tương tác rất là nhanh. Hype. Very good. Rồi âm điểm thứ nhất. Continue. Sky train. Ok. Thủy Tiên xem lại nào. Có phải try train. Sky train. Đây là từ ghép. Dánh từ ghép. Trong ấm sẽ rơi vào ấm tiếp thứ nhất. Very good. Ok. Tiếp nhá. Còn các cái từ tiếp là từ thứ 7, thứ 8 là bạn từ đánh được trong ấm rồi. Đúng không? Thứ 7, thứ 8 bạn từ đánh đi ạ. Thế này ta học buổi trước rồi. Bây giờ từ thứ 9 này. Petrol. Rồi ấm ấy ạ. Ok. Very good. Đặt nhanh. Pe. Rồi ấm tiếp thứ nhất. Và từ này là từ ghép vì mày nó có hai từ trong ấm. Power. Petrol power, nó đánh hai từ này vì ghép mà. Đó, solar power, đó. Nó ghép nên là từ này có phía trước. Trong âm đời âm tiếng thứ nhất. Tiếp tục ạ. Solar wheel. Ok, đã rất là nhanh. Đã biết rồi đây, toàn bộ dánh từ và trong âm rơi âm tiếng thứ nhất. À, đấy dánh từ hết nên nó rơi âm tiếng thứ nhất. Bây giờ đến số 12, cô đọc này. Teleporter. Bạn sạc đèn trong âm cho cô ạ. Teleporter. Bạn xem lại. Ok, Dũng, very good. Bạn Dũng đã có đáp án đúng. Teleporter. Hương Linh chữ đúng, Khắc Hiếu chữ đúng. Teleporter. Thảo chữ đúng, Mạnh Vũ chữ đúng. Ok, Khắc Hiếu đã đúng rồi. Đó, ở đây ta đọc nhá. Teleporter. Vì vậy trong âm nó rơi vào âm tiết thứ 3. Teleporter. Từ này chữ té là trong ấm nhẹ, ấm hái đấy. Còn bò là ấm nhất, ưu tiên á. Vì vậy ta đọc là teleporter. Chứ ta không đọc là té lé.
Rồi ta đọc là teleporter. Pop. Thế là em từ thứ ba. Chú ý cho cô. Từ này. Từ thứ 13. Electric. Electric. Electric car. Rồi, bắt ta tốt. Mai Trang, Thùy Tiên. Đó, đúng rồi, Tùy Anh, ok. Elect, rồi bắt chị lẹ. Đó, đó tốt. Bullet train. Bullet train. Từ cuối ạ, từ thứ 15. Bắt tốt, Mai Trang, nhanh, Phương Nghi. Ok, full. Rồi âm thứ 1. Đó, đó là trọng âm của các từ chúng ta vừa đọc. Bây giờ cô mời một bạn nữa đọc lại cái 15 cái từ này. Mời Hà Trang read for me. Travel, more of travel, transport, mean of transport, hyperloop, sky train, solar power ship, petrol powered car. Solar hill, work car, teleporter, electric car, flying car, pulley train. Hồ sổ mấy hải với mấy bài em đọc lại hả anh đó? Mấy hải nào? Em đọc lại sổ mấy hải đi. Teleporter. Hoặc lẹ. Tele. Hoặc lơ. Teleporter. Teleporter. Không mấy bạn nào? Electric car. Không e. I. Electric car. Ok, electric car. Chúng ta chú ý nhé, các bạn khác chữ bỏ cỡ hơi được đọc khi chúng ta chú ý. Khi bạn đọc thì chúng ta nhầm theo. Teleporter. Teleporter. Vì trong ấm nó không rơi vào đấy nên chúng ta không đọc là âm e. Hoặc là electric car. Không đọc là e. Electric car. Electric car. Đó. Và có cái từ này bạn đọc mode of travel. Đó. Âm ấu. Đó là 15 từ vựng thứ nhất. Các bạn khác nếu chưa nghe, chưa đọc được, chúng ta tiếp tục luyện và học thuộc. Bây giờ tiếp các từ tiếp theo. Chúng ta ghi nhánh ạ. Ghi nhánh để chúng ta chốt buổi này, chúng ta đọc được hết các từ vựng này. Để chúng ta luyện viết từ vựng và đọc không buổi học tiếp theo là cũng kịp. Nên các bạn cố gắng tăng tốc một tí cho các từ vựng tiếp theo. À, sổ mấy cháu nó mì hụt mặt ra. Phén đồ. À, có dẹp gió cô. Gió cô. Cô chỉnh nó đang lấy nước trên này. Cô thú nó lại nhá. Cái sổ mấy cháu là gió nó nằm ở phía bên này này. Cái này là nó bị hụt mặt ở cái chỗ ở sổ 15. Nên là cái sổ mấy cháu là có cái sổ mấy cháu nó có cái chiếc phén đồ đây các bạn này. Nhìn thấy đấy nhỉ, pedal đạp xe đó, pedal gió nó chạy đằng dưới, bạn ghi xong rồi để cổ sáng rồi mới bảy, pedal đạp, lưu ý vào pedal cổ sáng rồi mới bảy nhá. Rồi để cổ cọp sáng bên này để cho bạn đỡ phải nhiều bạn chưa kịp nhìn. Nhiều từ quả cho nên là nó bị đó. Cố gắng ghi nhanh nha các bạn ơi để chúng ta luyện đọc. Không biết sau khi cắt bàn nghỉ hết giờ kịp đọc ạ. À.
Raise your hand if you finish. Có một bạn đã thoát ra khỏi phòng rồi. Bạn nào để ra tới bạn nào đấy không? Hai bạn đâu? Phải quý lại mới được. Quý. Đứng ở đấy rồi. Bắt đầu là tắt cả mày đó. Đã có ba bàn ra khỏi phòng rồi. Thúy Tiến ra khỏi phòng rồi bạn. Thúy Tiến không thấy được, không có Thúy Tiến nữa. Một bàn là Thúy Tiến. Thúy Tiến bị ai đây? Rồi, Thúy Tiến đây. Thúy Tiến bị áo mang à em? Dạ, mẹ tỉnh như nào về mẹ bị ra. Cô nhắc các bạn này, đừng có thoát ra khỏi phòng thì cô cho nghỉ nhá. Ghi bài nào học rồi, đừng cố lấy điểm nè. Lấy điểm trong ấm nè. Và khi nó cố cho nghỉ, mới nghỉ con cố ra tế mà thoát ra khỏi phòng là phải giải trình với cô mở đó nè. Trước khi nghỉ nó bị trao cố mới được ra nè. Raise your hand if you finish.
Trong lúc các bạn đang ghi câu dặn này, không là bạn vội đấy, bạn không nghe này. Thứ nhất, bạn ghi từ vựng, xong là bạn phải học thuộc từ vựng, học cách đọc và cách viết, ngữ nghĩa nhá. Đọc được và quay video gửi cá nhân cho cô trước buổi học tiếp theo. Trước buổi học tiếp theo nè. Và phải viết thuộc được từ vựng ngay. Và bài tập thì cô sẽ gửi trên nhóm lớp, trên Zalo á, là các bạn chú ý nè. Và phải nhớ ghi chép nè. Và bữa nay là do chúng ta trừ hai cái đề buổi học trước, cho nên là nó chiếm thời gian ở cái chỗ này. Tí nữa các bạn phải cố gắng ngồi lại muộn hơn một tí. Đáng lẽ 4:30 tháng nghỉ thì chúng ta cố gắng nghỉ muộn hơn 5 đến 10 phút để bạn đọc được hả 34 cái từ vựng này mới cho nghỉ đó. Không là đừng có vội để tắt máy này học hơn 2 tiếng nhiều quá, nó tắt máy ra trường nó không đọc được bài nè. Bữa sau không quay được video đâu nè. Nên là chịu khó ngồi muộn hơn một tí để đọc cho được từ vựng này đã. Chúng ta mới được nghỉ. Và các bạn chưa xong thì cố gắng ghi xong ạ, nhanh ạ. 18 người rồi. 19 rồi. Nhưng bạn đã ghi xong rồi thì chúng ta cố gắng đọc lại của từ 1 đến 15 đi. Đọc lại. Đọc lại cho nhớ. 22 rồi. Còn 5 bàn nữa, 6 bàn nữa. Cố gắng tăng tốc một tí nhá. Ok. Bây giờ những bàn đã ghi xong thì chúng ta lắng nghe cô đọc và nhẩm đọc theo. Còn những bàn chưa xong là tiếp tục cố gắng ghi và lắng nghe nhá, để nhẩm đọc theo. Now listen. Candle. Handle, handle, raise, 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 bấm giờ cuối nhá, raise, run on electricity, electricity, run on electricity, show, 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 pampucopter, 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 comfortable, comfortable, convenient, 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 economical, economical, eco-friendly, eco-friendly, safe, safe, self-balancing, blue, blue, pollution, pollution, fume, fume, function, function, planet, planet. Còn nếu anh có đọc là planet, planet, âm ở âm ý gì cũng được nhá. Planet, autopilot, autopilot, driverless, 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 autopilot, autopilot, planet, planet, function, function, fume, fume, pollution, pollution, blue, blue, self-balancing, balancing. Chữ cơ này ấm cấm nhé, vì vậy chúng ta sẽ đọc là balancing. Self-balancing, safe, safe, eco-friendly, eco-friendly, sorry, eco-friendly, eco-friendly, economical, economical, convenient, convenient, comfortable, comfortable, pampucopter, pampucopter,
Save. Run on electricity. Run on electricity. Run on. Raise. Handle. Nó đọc to theo ạ. Handle. Raise. Run on. Run on electricity. Shave. Pampu copter. Comfortable. Convenient. Economical. Eco-friendly. Shave. Self-balancing. Blue. Pollution. Fume. Function. Planet. Autopilot. Driverless. Autopilot. Planet. Function. Fume. Pollution. Blue. Self-balancing. Safe. Eco-friendly. Economical. Convenient. Comfortable. Bamboo copter. Shave. Run on electricity. Run on. Raise. Handle. Bây giờ bạn nhầm nào. Xem thử gặp khó khăn ở từ nào. Đã hỏi ạ. Gặp khó khăn từ nào thì nó hỏi. Autopilot. Hai bảy quá. Hai bảy à? Self-balancing. Ba tứ của autopilot. Thôi ba autopilot. Con ba tứ á. The driverless. Autopilot. Safe. Okay. À hai à. Planet. Con tiếng Anh Mỹ người ta đọc là planet. Âm ở Mỹ gì cũng được bởi vì trong ấm rồi câu đó bạn phản âm ý hay âm ở gì cũng được nhá. Planet hoặc là planet. Raise. Ok. Cô mời bạn Dũng nào, đọc cho cô nào, các bạn lắng nghe nhé. À, oh, sorry, bạn đang bên trong nào, Ngọc trong nào. Nhớ cô, handle, raise, run on electricity, sail, bamboo copter, comfortable, convenient, economical, eco-friendly, safe balancing, pollute, pollution, fume, fun, planet, autopilot. Very good.
cái từ cuối nó chưa đọc được, chưa truyền được thì em lại tắt mic mất rồi đúng không? Có từ này này, chúng ta chú ý từ hai hai nhá. Ta đọc này. Comfortable. Đánh trong ấm luôn nha, những cái từ nào bạn phải đánh được trong ấm để biết tại sao phải đọc như vậy. Comfortable. Ok, very good. Trong another. Thục Quyên, can you? Dear teacher, pedal, race, run on electric city, trail, bumble copter, comfortable, convenient, economical, eco-friendly, ship, shell blending, blue, pollution, foam, function, blending, autopilot, driverless. Excellent. Very good. Another, one more, một bàn nữa nào. Hiếu, please. Dear teacher, pedal, race, run on electric city, shell, bamboo copter, comfortable, convenient, economical, eco-friendly, safe, shell balancing, pollution, film, function, planet, autopilot, driverless. Well done. Thank you so much. Thì cố gọi những bạn đó là hầu hết các bạn đều đọc phát âm rất là tốt rồi. Các bạn khác chúng ta cố gắng nhầm theo các bạn mình để phát âm tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đánh trong âm của các từ này nhé. Phần 16 ạ. Handle. Bạn ghi vào hộp chat ạ. Handle. Nhánh này chúng ta thấy cố thấy một số bạn đúng rồi đi này cố quá. Đúng không? Handle. Ok, rất tốt. Very good. Từ này rơi vị trí thứ nhất, handle. Từ tiếp đó, electricity. Electricity. Từ này vừa trường học rồi. Electricity. Electricity. Máy tráng not right. Máy tráng chưa đúng. À, bài trang đúng, còn các bạn khác chưa đúng. Electricity. Từ này mà trước ta học này. Electricity. City. Huyền. City. Đúng không? Từ này có đuôi ET. Vì vậy trong âm nó sẽ rơi âm trước nó. ET là trước nó, vì vậy nó sẽ rơi âm 3. Electric. Nó rơi vào chữ trích. Bạn chú ý cho cô. Rơi vào chữ trích. Continue. Tempo. Thảo đán chưa đúng. Rồi, thảo đán. Khắc hiệu. Tem not right. Khắc hiệu đúng. Ok. Rất nhiều bạn đã có vào hộp chat đã đúng ạ. Đó. Từ nay có đuôi o. Vì vậy nó rơi vào chữ pu. Tempo. Còn từ nay là từ ghép. Vì vậy nó đánh hai trong âm cả chữ cọ. Tempo. Từ thứ nhất rơi vào chữ phụ, từ thứ hai rơi vào chữ cọp. Pemphucopter. Bây giờ từ thứ 22, bạn nghe cô đọc này. Comfortable. Đó. Rồi. Văn đài, not right, dũng not right. Comfortable. Phơ là thánh nghi rồi. Bây giờ từ này. Từ này là phải đánh vào ấm thứ bàn mấy ba bàn bị sai rồi, hiểu gần mà sai rồi. Comfortable. Nó rơi vào ấm tiết thứ nhất các bạn nhé. Vì vậy chúng ta không đọc là cơm, không đọc là cơm phó, không đọc là cơm comfortable, mà chúng ta lại đọc là comfort là dấu huyền đấy. Comfortable. Từ này trong ấm rơi ấm tiết thứ nhất. Vì vậy chúng ta phải đọc là comfortable, phơ huyên. Âm ở không có trọng âm. Từ nay âm ở đang có trọng âm. Vì vậy nhiều bạn sẽ đọc là comfortable là sai. Comfortable, âm A. Từ nay là âm A. Rồi âm thứ nhất. Câu tiếp theo. Convenient.
convenient. Đó, đúng rồi. Convenient, đó. Rồi âm 2, rất tốt. Convenient. Rồi âm 2. Tiếp ạ. Economical. 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 Mái tráng rất là nhanh. Thảo đã chưa đúng. Đài chưa đúng. Thiệu chưa đúng. Dùng chưa đúng. Nghe cô đọc lại này. Economical. Ok, bạn hiểu là đúng rồi. Đó, đúng rồi. Phải rơi vào âm thứ 3. Chữ nó. Economical. Đó, âm thứ 3. Tiếp tục ạ. Từ tiếp theo. Blue. 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 Rồi, thi tiến đúng rồi, hang đúng rồi, rất tốt. Đó, blue là rơi âm 2. Thì tương tự như vậy, pollution nó cũng rơi âm 2. Nó vì đuôi tion. Đó, pollution. Từ cuối cùng ạ, con các từ nó ra danh từ. Thì không phải đây danh từ, bạn cứ hai âm tiệt, bạn đánh cho có âm 1. Từ cuối cùng, driverless. 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 Rồi, âm 1 rất tốt. Driverless là âm 1. Vì vậy từ 33 cũng đọc là autopilot. Autopilot. Đó, rồi vào chữ O. Đó, driverless rồi vào chữ I. Chữ I. Được chưa? Đánh đồng âm được các từ này chưa? Rồi, bây giờ trước khi kết thúc buổi học, mời một bạn đọc lại cho cô. Chúng ta nghỉ. Mời bạn Mai Trang. Mai Trang đã đọc chưa? Khi nào đọc chưa? Bạn nào chưa đọc thì đọc. Ai Tinh Nguyên đọc cho cả lớp trước khi chúng ta nghỉ đó. Rồi cho em. Nhiều bạn. À, nhiều bạn đọc. Mời bạn Mạnh Tú đó. Mạnh Tú đọc nào. Yes, teacher. Pedal. Press. Run on. Run on electricity. Cell. Tumble copter. Comfortable. Convenient. Economical. Eco-friendly. Safe. Cell blank. Balance, balance. Từ đây là balance, balancing, balancing. Balancing. Politician. Field. Function. Function. Blendist. Autopilot. Drylist. Cái từ này đọc nhá. Blue. Blue. Pollution. Pollution. Đó. Rồi, khá tốt rồi. Vậy thì khi này là cô đã ghi điểm được các bạn ở đấy. Nên là không cần phải, nhưng mà phải cần là cần ở chỗ là đang bị hai ba bạn ra khỏi phòng rồi. Bây giờ, nhớ nhiệm vụ cô giáo khi này nè. Học thuộc từ mới nè. Đọc thuộc, gửi video cho cô. Và làm bài tập trên Zalo cô gửi. Bây giờ cô sẽ lấy điểm để biết bạn nào đã thoát ra khỏi phòng. Có điểm duyên này cái. Vì cô không nắm được cái bàn đã thoát ra khỏi phòng. Cô kiểm tra lại đấy nhá. Bạn nhớ cái điểm, nếu bạn có điểm của trong ấm, bạn đọc cho cô cái luôn. Anh Quân. Nắm điểm. Anh Quân có mặt nữa không? Dạ có. Rồi, nắm gì? Phương Thùy. Phương Thùy có không em? Dạ hai có. À rồi, ok. Cái bàn cố lấy điểm thôi. Nếu vui quá có thể thoát ra. Chó phẹp thoát ra. Có chó phẹp thoát ra. Con như ai mới chữa lấy điểm. Mất thoát ra được là cố hỏi là thoát được phong á. Khắc hiểu là chưa có điểm. Nhưng con mặt có mặt nữa không? Có quá. Rồi. Minh Hằng. Sao quá. Mấy điểm? Sao quá. Rồi. Anh Sơn. Không quá.
Không thấy chứ, chưa thấy đúng không? Có rồi, nhà trí. Phương Nhi. 9,5 luôn. Rồi. Hà Anh. 4,5. Rồi, có mặt đúng không? Vừa lấy điểm, vừa có mặt. Thuy Tiên. 10 ạ. Ok. Bảo Hoàng. Bảo Hoàng. Bảo Hoàng không có điểm mà không có cái mặt trong lớp. Bảo Hoàng. Rồi, tiếp ạ. Tuy Anh. 9,5 của. Ok, rồi cho nghỉ nữa nhưng Mai Chi. Mai Chi. Ok. Mật hư mới chả. Rồi, Hà Anh với Hà Anh nghỉ rồi, Hà Anh đang nghỉ không có phép này. Rồi, tiếp An Nguyên. An Nguyên. An Nguyên soạn ra khỏi phòng rồi à? Hoạt ra trước. 2,5 cô ạ. Hả? 2,5. 2,5 à? Mai Trang. 5. 5 à em? Nhật Thúy. 9,5. 9,5. Đọc cái rò của cái 9,5 mà thích 5 thế. Nhật Thúy. Chưa có cô ạ. Rồi. Hà Trang. 8,5. 8,5 à? Nhưng bạn chưa có là phải làm đó các bạn nhá. Vào xem màn hình mà làm đi. Phúc Khải. Phúc Khải là hư mic rồi, gần đang con. Nhất Trí 9,5. Mạnh Tú. Rồi, đang có. Phúc Quyên. Phúc Quyên chị đúng không? Rồi, thank you. Phương Thanh. 5,5 cô. Rồi, đó, ngồi lại rửa mới được. Văn Đài. Văn Đài. Rồi, chưa làm. Chưa làm em cứ nói chưa này. Cô biết là em đang còn trong phòng. Trần Duyên. Trần Duyên. Trần Duyên xóa ra rồi à? Trần Duyên. Xem à. Mình tồi những bàn sáu thôi. Rồi. Trần Duyên nó mà Phạm Duyên tùy rồi. Ngọc Trọng. Nhưng cô là 10. 11. Tồi những bàn sáu đấy đúng không? Phương Linh. Phương Linh. Bật mic lên mà trả lời được. Cô phải đọc lên. Rồi. Bạn cứ trả lời đi nữa. Ngọc, Bảo Ngọc. 5,5. Mạnh Vũ. Chín có. Thôi, có điểm không em? Chín có. À, chín. Giá Mạnh. Giá Mạnh. Không có nữa. Giá Mạnh. Ra rồi. Thế nào là bạn được 8 điểm. Trúng Vũ. 3. Hà An. Có nữa không? Quỳ Hương. Không có nữa. Thảo Đan. Bạt ra luôn rồi. Đó. Rồi. Các bạn nhớ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có ấy cô. Rồi em hỏi đi. Em nhớ có tỷ nữa. Tỷ nữa có gửi cho em cái đây của một cái bài trong ngầm cô. À rồi. Cô chụp màn hình của gửi đến nhóm này em xem em làm lại nhá. Dạ dạ. Rồi Thảo à. Rồi đây rồi. Em có ý kiến gì nữa không?
Okay.